Bột cần tây Shitokata có vị đào rất là dễ uống và thơm ngon. Bây giờ Xanh sẽ thử pha cho mọi người xem nha. Đây, rất là đơn giản. Chúng ta sẽ xé gói bột cần tây như thế này. Ta sẽ cho vào khoảng 150ml nước lọc. Và chỉ cần khuấy đều 15 giây thôi là chúng ta đã có được một ly bột cần tây cực kỳ thơm ngon. Phải nói là còn đã khác nữa chứ. Nếu như mà bạn nào mình thích uống lạnh thì mình có thể cho vào ngăn mát nè, hoặc là cho thêm đá thì uống sẽ cực kỳ thích nha. Bột cần tây Shitokata đảm bảo được 3 tiêu chí. Đầu tiên đó chính là chất lượng tuyệt đối. Một gói bột cần tây Shitokata sẽ tương đương với 700g cần tây tươi. Và thứ hai là siêu tiết kiệm, một gói khoảng tầm 20.000 thôi. Đó, cực kỳ tiết kiệm đúng không nè. Thay vì mình bỏ ra gần cả 100.000 để mình mua cần tây tươi uống. Và thứ ba là dễ làm, dễ uống, siêu ngon, siêu tiện lợi. Còn một điều mà Sam ưng ý nhất là Shitokata có các thành phần đều từ thiên nhiên, rất là tốt cho cơ thể nè. Còn một điều mà Sam rất thích đó chính là Shitokata không có chất phụ da, cho nên không hề có tác dụng phụ giống như là những sản phẩm giảm cân khác. Ngoài ra thì tất cả các thành phần của Shitokata đều từ thiên nhiên, và đặc biệt là còn bổ sung thành phần của sâm tố nữ, giúp cho phụ nữ của chúng ta tăng cường nội tiết tố nữ. Do đó mà ngoại trừ việc là giúp cho cơ thể cân đối, giảm cân, thì còn giúp cho da dẻ của phụ nữ của chúng ta luôn hồng hào và mịn màng nữa. Phải nói là bột cần tây Shitokata cực kỳ ngon luôn. Có những hôm mà phải nói là thèm mà Sam uống tới cả 3 gói luôn. Mà các bạn nữ nha, Sam biết là tất cả chúng ta ai cũng mong muốn là mình sẽ có một cái vóc dáng đẹp nè, thon thả và cân đối. Nhưng đừng vì vậy mà giảm cân bất chấp và giảm cân một cách tiêu cực nha. Sử dụng sản phẩm nào cũng vậy, chúng ta phải nên tìm hiểu thật kỹ. Giống như Sam vậy, Sam lựa chọn giảm cân tự nhiên cùng với lại bột cần tây Shitokata, vừa an toàn vừa hiệu quả mà đẹp từ bên trong ra bên ngoài luôn. Do đó mà từ bây giờ nè, các bạn nữ đừng có ai than với Sam là cần tây khó uống nữa nha. Đó, chúng ta có bột cần tây Shitokata, chỉ cần tốn 15 giây thôi là chúng ta giải quyết hết mọi vấn đề đúng không nè. Kết hợp cùng với việc tập thể dục nè, mình hơi siêu một xíu thôi sẽ giữ cho mình có một cái vóc dáng thật là đẹp và thật là hoàn hảo đúng không các phái nữ. Mỗi ngày chỉ tốn có 15 giây thôi thì chúng ta có thể giải quyết hết từng tật mọi vấn đề rồi. Chà, hồi nãy giờ coi bộ là cũng tám với mọi người hơi nhiều rồi nha. Sam phải đi vào trong tẩy trang nè, nghỉ một giấc nè, sau đó một lát nữa ăn cơm và còn lại pha thêm một gói bột cần tây Shitokata để mà thưởng thức nữa chứ. Còn bây giờ thì bye bye mọi người nha. Mọi người hãy nhớ là Sam nè, 15 giây cùng với bột cần tây Shitokata giảm cân mọi lúc mọi nơi, da đẹp từng phút từng giờ, nhớ nha. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.